내가 페이스북에서 글 하나 봤는데, 그거 하고 공부하면 좋을 것 같아요. 페이스북에서 본 글. Đây là một tu ChatGPT에서 아니요, 이거는 페이스북에서 누가 글을 올렸어요. 베트남 관광에 대해서 살짝. 그래서 이거 한번 읽어보고 공부해요. 땡겨 읽어줄래요? 바로. 네. 네, phát triển bền vững. Bạn thân mến, tình cờ đọc được ý kiến của bạn trên Facebook, khuyên những người khác nên có cách nhìn bớt khắc nghiệt hơn. Cần phải phát triển du lịch và kinh tế ở phần đất cần phải khai thác. Tỷ lệ khai thác này là rất nhỏ so với phần đất tự nhiên còn bảo toàn, và Đà Nẵng sống nhờ công trình này nhiều lắm. Yeah. Phát triển bền vững. Bản thân mình Đã. tin của đốc 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 ý kiến của bản thân Facebook của anh nung ngồi các nền của các nghiên các nghiên phòng căn phải phát triển du lịch và kinh tế ô bất thân đất căn phải khai thác thì lên phải thắt ngài là chất nhỏ sổ bồi thật tất tất tự nhiên vốn bảo thôn quân bảo thôn và đã năng sống nhỏ phùng chính ngài Từ nên làm Hàn Quốc từ. kêu bên nhau thì chỉ số khả năng anh yêu bên nhau phát triển bên nhau. Kế bay. Nè nè, 개발 발전, 밴륜 지속 가능한 개발, 친애하는 친구에게, 페이스북에서 다른 사람들에게 덜 가혹한 시각을 가져야 하며, 개발이 필요한 지역에서 관광과 경제를 발전시켜야 한다. 개발 비율은 보존된 자연 토지에 비해 매우 작고, 다낭은 이 프로젝트에 크게 의존하고 있다고 조언하는 글을 우연히 읽게 되었습니다. 네. 읽어보세요. 네, 지속 가능한 개발. 친애하는 친구에게, 페이스북에서 다른 사람들에게, 어이, 가혹한 시각을 가져야 하며, 개발이 필요한 지역에서 관광과 경제를 발전시켜야 한다. 개발 비율은 보존된 자연 토지에 비해 매우 작고, 다낭은 이 프로젝트에 크게 의존하고 있다고 조언한 글을 우연히 읽게 되었습니다. 네, 다낭인 베트남의 대표적인 관광지예요. 다낭. 관광, 네. 듀릭, 네, 다낭. 네, 관광지. 그래서 그 다낭 해변은, 일단 다낭이 해변, 땀뽀 다낭 라 깐빈, 해변에서 가까워요. 무케이 해변, 무케이, 비엔 무케이. 네. 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 미안. 다낭, 나짱, 뭉따오, 해변에서 가까운 도시예요. 이거 해변가, 가깝다, 해변 간. 도시야. 네, 가까워요. 자연 생물 다양성과 환경 보호를 지지해 온 날카로운 시각을 가진
기자인 당신에게서 이런 말을 읽게 되어 꽤 놀랐습니다. 읽어주세요. 네, 자연 생물 다양성과 환경 보호를 지지해 온 날카로운 시각을 가진 기자인 당신에게서 이런 말을 읽게 되어 꽤 놀랐습니다. 네, 모르는 거 있으면 물어보세요. 신가오호의 기반 홍비엣 두붕 단어 모르면 물어보세요. 네, 팅비엣 이거 읽어줄래요? 여기 요거 네, 오늘. tôi khá ngạc nhiên khi đọc những điều này từ bạn, một nhà báo sắc sảo, có cái nhìn bao quát và đã từng ủng hộ đa dạng sinh học tự nhiên và bảo vệ môi trường. Tôi cả ngạc nhiên khi đọc những điều này từ bạn, một nhà báo sắc sảo có cái nhìn bao quát và đã từng ủng hộ đa dạng sinh học tự nhiên và bảo vệ môi trường. Iko 비교해 보면 여기 태한하고 생각해 보면 또이 까냑까냑하면 놀라다예요. 까냑 À, ngạc nhiên.까냑 놀라다. À, ngạc nhiên nó là tả.네, 놀랐어요. 여기 나오잖아요. 놀랐어요. 네. ngạc 네. 끼 했을 때, 끼, 독 읽었을 때, 능도네, 이것을 때. 이것을 읽었을 때, 두반, 당신에게서 이런 말을 읽었을 때, 뭐냐, 바오. 냐바오는 기자예요? 뭐냐, 바오. 냐바오. 냐 바오 라 기자. 기자인 네. 아 기자인. 기자 네. 뭐냐, 와우. 싹싸오. 이냐, 라지? 싹싸오 có si cá tươi cà chi đà날카로운 시각 간다. 또, 까이닌. 바우꿰 보호. 바우꿰 마. có cái nhìn bao quát cái Bố nhìn bao quát và đã từng ủng hộ đa dạng sinh học ủng hộ là 이거 찬성하다 맞아요? 응호 cái nhìn bao quát và đã từng ủng hộ chan ủng hộ là bồ hồ ủng hộ ủng hộ ủng hộ là bồ hồ오호 오호하다 오호 가장 신 뚜니엔 뚜니엔 라 자연 네. 자연 자연 신혹 생물 다양 다장 다장 신혹 생물 다양 생물 다양 Alo. 뚜니엔 생 자연 생물 다양 옹호 보호 và bảo vệ môi trường là 환경 À, bảo vệ môi trường là hoàn công bổ hộ. Ê,네. 이거 옹호는 지지하다예요 지지하다 ủng hộ là네네 chỉ지지하다 chi hà tả. chan성하다 지지하다 네. 오케이 Thế còn là chả này cao luôn là gì bao quát à này này Carol này날카로운 Carol싹싸오 싹싸오 sắc sảo날카로운 전에 예 싹싸오
날카롭다라는 말이 원래 칼, 알아요? 칼? 칼. 카멜란 네. 칼. 칼 칼. 날카롭구나. 그러니까 생각이 날카롭다. 이냐, 이냐라, 싹싸오. 생각라, 니, 날카로운 니. 총명, 총명. 날카롭다, 총명. 총명하다, 똑똑하다. 이런 뜻이에요. 생각이 날카롭다. 하지만 이거 칼 날카롭다라는 의미도 쓸수 있어요. 오케이. 이거 읽어주세요. 네. 뭐 nói. Bạn nói, hãy lên bà nà một chuyến rồi mới nhìn nhận. Xin báo với bạn, tôi đã từng trồng nhiều hecta rừng thông Caribe và cây bản địa ở bà nà. Vị trí này là nhà ga cáp treo. Theo yêu cầu của lãnh đạo thành phố lúc đó, tôi đã chuyển giao lại vì sự phát triển của Đà Nẵng và bây giờ thất vọng và hụt hẫng vì cách mà họ đối xử với môi trường tự nhiên. Né, bạn nói hay lên bà nà một chuyến lối mỗi nín xong rồi xin bảo vô văn tôi đã tung trống nhiều hecta lớn thông Caribe và cái bản địa ở bà nà vị trí này là nhà cả cấp treo theo yêu cầu của lãnh đạo thành phố lực tổ tôi đã chuyển giao lại vì sự phát triển của Đà Nẵng và bài giờ tất cùng và bất thắng vì các mà tôi sự với môi trường tự nhiên tiếng Anh bộ kiểu iconic 번역한 거예요 직 tiếng Anh 네. 복사해서 번역. 네. 번역하고. 뭐, cái phần mềm oton app으로 cứ 번역해서요. 네. 아, 챗GPT로 했어요. AI로 했어요. 챗GPT. 네, 해라. 비슷해. 이상해요? tìm kiếm bằng anh이상해요. 조금 근데 베트남어 한국어 번역하면 좀 이상해요. 영어 베트남어 괜찮고 영어 한국어 괜찮은데 베트남어 한국어로 번역하면 이상하고 한국어 베트남어로 번역해도 좀 이상해요. 왜냐면 번역이 쉽지가 않아요. 번역 그건 구글 번역도 괜찮긴 한데 근데 그거 조금 생각하면서 공부하면 돼요. 이상하면 우리가 고칠 수 있어요. 문장이 이상하면 우리가 고칠 수 있어요. 네. 네. 당신은 네. 한번 바나에 가서 보라고 말했습니다. 알겠어요. 이거 이상하네. 저는 바나에 많은 헥타르의 카리브 소나무와 토종나무를 심은 적이 있습니다. 현재 케이블카 정거장 위치. 그 당시 시 지도자들의 요청에 따라 다낭의 발전을 위해 이를 양도했고, 지금은 그들이 자연환경을 대하는 방식에 실망하고 있습니다. 네, 읽어보세요. 네, 당신은 한번 바나에 가서 뭐라고 말했습니다. 알겠습니다. 저는 바나에 맞는 허타르의 카리브 소나무와 토종 나무를 심은 적이 있습니다. 현재 케이블카 정거장 위치. 그 당시 시 지도자들의 요청에 따라 다낭의 발전을 위해 이를 양도했고,
chị cũng vẫn từ từ đi trả giòn hoàn còn ngươi thế hà nên bằng si kê si mang hà cô gì đà Ê, Inia, thêm bếp, anh phục kiểu. Ban, 당신이 말해요. 하일랜 올라가 보라고. 바나, 바나 힐 알아요? 바나 힐? 바나히 에, 바나힌 반항에 있는 누이 반항? 누이 네 한, 오다낭. 바나 모추엔, 예, 바나일 모추엔 로 주인 모인 một단 chuyến là han bon한번 모이 han bon새로운 rồi mới nhìn nhận.새로운 걸 보라고요? 올라가서 Rồi mới해 mới này phải xe xe là những thứ đồ mới nhìn mới xe rôn à, 새로운 것을 보세요. 닌년. 신, 해주세요. 바오. 보이반, 당신과 함께, 보입니다. 바오. 신바오 뭐예요? tin신바오 báo với뭐예요? bạn. Xin báo như là nói với bạn đấy. Chico,이야기해주세요. 에게 마레스 마레오 마레. 아, 이야기합니다. 내가 이야기할 이야기합니다. 게 있어요. 신바오 보이벤. 당신에게 이야기할 게 있어요. 당신에게, 당신에게 이야기할 게 있어요. 너희다, 내가, 충종 유핵타, 많은 핵타에서 있었는데, 룽똥 까리브. 까리브가 소나무예요? 나무 이름 같아. Rừng thông통, Khôn소나무, 통. Na Mui아, là rừng thông소나무를 à? lưng 심자예요, 룽. Rừng rừng이냐라지. rừng à? Mồi mồi là ồ오케이, rừng. okay. 그냥 넘어가. 까이반, 아, 까이반이 나무죠. 까이반. 까이짜이. Cây bản địa그 바나에 까이반 나무 지역이 있어요. 까이반 소나무 지역 맞아요? 까이반. 쾌 bản địa. 위치 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 라 이것은 위치예요. 라냐 라 캡체오. 캡체오는 케이블카. 갑자기요. 케이블카. 케이블카 역가 가 냐가 역가 캡체오. 케이블카 냐가 라 정거장. 역. 역 정거장. 케이블카 정거장 위치예요. 깨우 욕구 요구합니다. 와 란다오 란다오 지도자 맞아요? Của lãnh đạo á, lãnh đạo là chỉ tô trả. à, 지도자의 요구에 따라서 아, 딴 포륵도 영향력 있는 도시 지도자의 요구에 따라서 또이다 주엔자오라이 내가 그거 다시 주었어요? 야올라이. Chuyển giao mà lại ồ. Chuyển아마도 giao.이거 뜻 뭐냐면 주엔자올라이 이거 팔았어요. 그거 그 나나이 바나힐레 케이블카 만든다고 해서 여기 있는 땅 팔았어요. 정부에. 미아 수파첸 그와 다낭의 발전을 위에서 발전하기 때문에 내가 이 땅을 팔았어요. 바이죠. 하지만 그리고 지금은 따뽕 흑 낭비 딱마호도이 따뽕 thất지금은 vọng xi mòn희망 예마 xi흑 mòn끌어요. 항 뭐예요? 항 뭐예요? 이니아 항 라지. hụt hẫng á아 thất vọng
Một là thân. hồ hồ Pituri. Một Tôi thân một thân. sự với môi trường hoàn cảnh, tôi nhận trái ơn hoàn cảnh cái gì cô, tôi sự heo, tôi sự heo Vì cách mà họ đối xử. phản xịt thế hai mình có về xin mang ra các xin mang ra khứ thăng gì xin mang ra đây á khứ thăng Thất vọng. tát Và bộ xin mang ra ủy đây quyền. tát bộ xin mang ra đây á khi bộ gì xin mang Nè, ra xi của măng à ta. tát Thất bộ vọng là xi măng à ta. xin mang ra đây Một xin mang nè mà trai ồ. Xi măng tapong à ta. Thất vọng. Hụt ok hẫng. you yeah Hụt hẫng thì hắn cũng mà. Hắn cũng mà rồi mỏi éo. Hụt hẫng. hết rồi thắng xích Thất vọng và hụt yang hẫng. do yang do Bằng xích có ai nhiều. Bằng xích yun là chung cách. Bằng xích là cách. các à cứ thắng xích à tốt thắng thì xin mời Cách tôi xin đối chào xử. yang Là đồ đối chuyên với môi giao trường. là yang đồ đó Giảng tốt. à yang đồ nên chủ đạo hai đạo yang đồ hai đạo Làm tổ hai đạo là hai quay tả tập bóng và khuất thang đồ tập bóng hago bị sai của bạn thế 실망하는 거. 해석이 조금 별로 안 좋아요. 네. 그래서 당신의 시각에 꽤 놀랐습니다. 아래의 이미지들이 당신이 선택한 지속 가능한 발전과 환경 친화적인 방식이며 다낭 사람들이 이런 프로젝트에 의존해야 한다는 것인가요? 그것은 관광 쓰레기입니다. 언젠가 중국과 한국과 같은 나라의 일시적인 관광 트렌드가 사라지면 누가 그 쓰레기를 치울 것인가요? 네, 한번 읽어주세요. 네. 그래서 당신의 시각에 꽤 놀랐습니다. 아래의 이미지들이 당신이 선택한 지속 가능한 발전과 환경 진화적인 방식이며 다낭 사람들이 이런 프로젝트에 의존해야 한다는 것인가요? 그것은 관광 쓰레기입니다. 언제가 중국과 한국 같은 나라의 일시적인 관광 트렌드가 사라지면 누가 그 쓰레기를 치울 것인가요? 네. 네. 네, 읽어주세요. Thế nên tôi khá bất ngờ cho cách nhìn nhận của bạn. Những hình ảnh bên dưới là phát triển bền vững và thân thiện với môi trường theo cách mà bạn chọn và người dân Đà Nẵng phải sống nhờ vào những công trình như thế này chăng? Đó là rác du lịch. Một mai khi du lịch theo kiểu ăn sổi ở thì các loại du khách Trung Hàn thoái trào, ai sẽ dọn dẹp cái đống xà bẩn đó? Thế nên tôi cả bất ngờ cho các nhìn nhận của bạn. Những hình ảnh bên dưới là phát triển bền vững và thân thiện với môi trường theo cách mà vẫn trốn và ngôi dàn Đà Nẵng phải sống nhỏ bao những công trình như thế này sang tôi là lắc du lịch một mai khi du lịch theo kiểu kiểu ăn xôi ô tí các lối du khách chung hẳn tôi chào ai sẽ đón dẹp tại đông xa bản đồ iko 이해하면 되는 한다면
Để ca ca bắt nổ sao? Bắt nổ có nung Lát rồi sợ. kim Lát năng, sợ. kim năng là bên rồi hình năng là chứ in nhà hình năng Hình ảnh á, để hình hình năng ảnh làm sao chín à ta chứ bên rồi à đây là phát triển bền vững chỉ số khả năng bền chỉ vững chỉ số số khả năng khả phát triển in gai ô năng hàn tròn à và tan thiên với môi trường theo các có hàng dòng qua hàng kề tan thiên ý nhà tan thiên là gì xin cho à ta. à tan thiên à xin chào theo mà bằng chọn phân tích kéo Theo ban cách mà bạn chọn. à ban chọn à và nuôi à chân tà năng sao đi bay xuống Giống sao như đây ô nhô sinh các kéo phải sống nhờ nhô sinh các kéo dựa vào học chưa nghe yếu nhô ăn nhiều, không phải ăn nhiều, phải sống sống là sao đây, sống à sinh nhờ các tham vào nhân cho sao đây ô sinh các tham nhân sinh cho các sao amion đây sao ô đây. à, bảo nhung công trình như thế này sang thế này igo처럼 sang inia sang là gì À, trăng tức là à mưa mưa rồng không có bồ tà à nhỉ, không sang à là iroke câu hỏi anh chi môn công trình inia là gì công trình công trình rồi cùng cùng trong à công chúng hàng gạo công chúng ừ, hàng cùng có trong chưa sinh các khả này không công trình đô la chắc chữ đích từ cô sơn bằng quang sư đề kia yếu giác sư toàn đề quang sư lê kỳ kia giác 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 sư đề kia nghe mà trai rồi à ok bố mai thì mai mai nên video một video mà bị bị mì rè đây đấy nè đấy à theo kiểu quan soi ở thì scanny bởi vì năm huế quan quan gì sẽ để oton lôi du khách à yêu quan quan cái gì cho du khách quan quan cái còn quang kẹp đấy chung là Trung Quốc Hàn là Hàn Quốc 중국과 한국 관광객들이 미래에 또이 자오 자오 바뀌어요 바뀌어요 phái chào바뀌어요 그 트렌드가 và바뀐다 chào예 네. I say 누가 say 존예 청소하다 존예 청소하다. 아 가이동사 반도 그먼 반도라 반도 지도 아니에요, 지도? 아니에요. Cái đống xà bẩn tức là ý là cái아, 쓰레기 nghe쓰레기를 치울 건가요? mà tayo 아, 쓰레기 오케이. 그리고 네, 요거 읽어요. 요거까지 잠깐만요. 아, 마우산 이거요. Trước đây khi có mưa lớn từ trên nguồn đổ về, thành phố có Vũng Trùng Hòa Xuân, có hố chứa trước đông, có vùng hạ lưu Trường Định của sông Cú Đê, vùng thấp Xuân Thiều Thanh Khê chứa nước để điều tiết dòng lũ hung hãn, không làm ngập thành phố. Rồi dòng sông Hàn cứ thu hẹp từng ngày vì các dự án. tại kỳ cô mùa lon từ trên núi đổ về căn phố của vùng chứ qua qua xuân của hồ chúa
Thước Tùng Hồ Vương Haru Chung Chung Đinh Hòa Sông Thu Đệ Vương Tháp Xuân Hiếu Tân Kẻ Chùa Nước Để Điều Thuyết Giống Lù Hương Anh Không Làm Ngáp Thành Phố Rồi Giống Sông Hàn Sông Hàn Sông Hàn Chu Tư Hết Chu Hết Xuống Ngại Vì Các Chu Hàn Tiếng Anh Một Kiểu Rồi. Yeah. 이전에 상류에서 많은 비가 올때 도시는 하수원 저지대, 죽동 저수지, 후떠강의 하류 지역인 쯔띵 하류, 쯔띠에우 단계의 저지대를 통해 물을 조절하여 도시가 홍수로부터 보호되었습니다. 그런 다음 프로젝트 때문에 한강은 하루가 다르게 좁아지고 있습니다. 네, 읽어주세요. 네. 이전에 상류에서 많은 비가 올때 도시는 하수원 저지대, 죽동 저수지, 구덕강의 하류 지역인 증딩 하류, 순티에우 단계의 저지대를 통해 물을 조절하여 도시가 홍수로부터 보호되었습니다. 그런 다음 프로젝트 때문에 한강은 하루가 다르게 좁아지고 있습니다. 네, 인자 한번 확인해 볼게요. 어, 죽대기, 아, 죽대기, 띵띵띵 비가 비가 많아요. 오는 비가 많이 비가 와요. 아, 뭐, 많이 와요. 네, 고무알론, 도배에서, 상류? 젠 위에서 누운 그 도배 제일 원 상류 누운 도배 원 도배 나 땅포 제일 원그 도시 땅포 봉중 호화 수원 저지대예요 저 봉중 저지대 저지대 알아요 이니아 저지대 저지대는 낮은 곳 낮은 곳, 높아요고 저지대라 낮아요. 융, 웅, 융숭, 하하, 포하, 룽, 가오 예, 낮다, 웅, 웅, 웅충 저지대, 예, 저지대, 룸총 저지대 네, 웅충 저지대, 호화산 저지대하고, 호호 좋아 뚝동 뚝동 오 저수지 좋아 호 추월라 저수지 호라 호아겜 호호 호아겜 호따이 호호수 호 추월라 저수지 저수지 알아요? 몰라요. 호수보다 작은 거뇨 오, 좋아. 뇽 호뇨 라 호주와 뭐냐? 작은 호수? 예 호수인데 작아요 뇨뇨 작은 거 호뇨 뭐냐? 네네네 호뇨 뭐냐? 저수지 저수지는 물을 가둬놓는 거예요 농사짓기 위해서
쭉똥, 저수, 쭉똥, 저수지. 그다음에 꽁하루, 하루도 저수, 저 하류, 하류, 하루. 하루, 하류, 밑에, 밑에, 아래. 하류. 아, 웅하류. 쭝띵, 쭝띵, 하류. 뽀송꾸덕, 송강, 강. 강. 네, 송꾸대, 꾸대강. 우리 강. 꾸대강에 쭝띵, 저지, 하류 지역에. 그다음 붕탑. 붕탑, 아까 나왔어요. 붕쭝, 붕탑 비슷한 것 같아요. 절대. 봉중 봉탑 같아요. 예, 궁중 궁탑 같은 거예요? 네. 네, 오케이. 보태휴 순주 단계 쭈녹 그 순춘 단계에 있는 저지대 뉴 물이 지금 예, 네, 뉴티엣 용루 그 điều용루 tiết là chỗ chỗ chơi아아 chỗ chơi조절하다 hà đà. 아 뉴티엣 조절해요. 종로, 흥한, 홍남, 냑, 담포, 도시에, 하수시설, 하수시설을 조절해 왔어요. 그러니까, 비가 많이 오면 저수지 있어서 조절해요. 하지만, 로이, 종, 송한, 우뚜, 햅, 그게, 한강이에요. 송한. 다낭에 있는 네, 이름. 한강. 예, 한강에 좁아졌어요. 뚜 햅, 햅, 햅이 좁다. 좁은 거리. 좁아요. 햅. 맞아요? 네, 좁아. 맞아요. 예. 그 강이 좁아져서 뚜 햅, 뚱아이비, 깍, 주한. 이런 프로젝트 때문에 주한라 프로젝트 계획. 네. 계획. 아, 프로젝트 때문에, 아, 더 좁아졌어요. 뚱아이. 이걸로 해서 홍수 때 위험해요. 강이 넓으면, 강은 바닷물을 많이 받아서 바다로 보낼 수 있는데, 강이 좁으면, 강이 넘쳐요. 그래서 도시로 홍수가 날수 있어요. 위험해요. 그거 얘기하는 홍수. 홍수, 예. 홍수 알아요? 네. 네. là lũ đấy. 랄루에 네. 홍수 là lũ lũ룰루 네. 여기 홍수 나와요. lụt. 네. 네. 오케이. 다낭의 오랜 주민으로서 지난 몇년 동안 이런 홍수를 본 적이 있나요? 비가 오면 즉시 홍수가 납니다. 상류에서는 숲이 파괴되어 산사태가 발생하고 하류는 콘크리트화 됩니다. 물이 어디로 흐르겠습니까? 네. 읽어주세요. 네, 다낭의 오랜 네 다낭의 오랜 주민으로서 지난 몇년 동안 이런 홍수를 본 적이 있나요? 비가 오면 즉시 홍수가 납니다. 상류에서는 숲이 파괴되어 산사태가 발생하고 하류는 콘크리트화 됩니다. 물이 어디로 흐르겠습니까? 네. 발전을 위해 도시화 과정에서 대가를 지불해야 하는 것은 이해하지만 그런 대가가 너무 큽니다. 독특한 자연, 생물 다양성을 가진 만화와 선자는 곧 사라질 것입니다. 좁아지는 한강과 죽어가는 뽀뽀강이 당신을 슬프게 하지 않습니까? 네, 발전을 위해 도시화 과정에서